Hoàng Nhật và Lệ chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2020. Em lên sóng giới thiệu với các bác một con điều hòa, một cục đang bỏ ra vệ sinh vỏ này. Một con rất là mới luôn. Đây là một con đời 2005 của hãng Koromi này con này. Đấy. Hàng bãi này nói chung là rất là đẹp. Đây, không phải cứ con nào đời cao là đẹp là con này 2005 này, vỏ rất là đẹp này. Đây, bên trong rồi nhìn dàn thủy tinh này, đẹp luôn. Xốp kia vẫn còn trắng đẹp như đời 2010 mấy luôn. Xốp ấm dàn, ống đồng hết. Đây, mạch là nóng đằng sau này, quá đẹp. Chung là con máy quá đẹp, máy này loại quá đẹp luôn. Chạy ra đây đấy, và nước giá lạnh nó ra đấy, bắt đầu nó xuống đấy, nó xuống đấy và cái sau kia.